Kính thưa quý vị, hôm nay, ngày 13 tháng 5, giới đầu tư đổ xô vào mua đồng USD vì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ hành động mạnh mẽ trong việc tăng lãi suất sắp đến. Nguyên nhân là lạm phát tại Mỹ vẫn đang tăng nóng, chưa có dấu hiệu suy giảm. Theo ông Bob Millis, chuyên gia vàng ngân hàng TD Security, đồng USD đang tăng giá. Ngoài ra, thị trường đang nhận ra khả năng tăng lãi suất khá mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang mạnh tay bán tháo vàng và điều này làm tổn hại đến giá vàng. Giá vàng thế giới đã áp mốc 1.800 USD và hoàn toàn có khả năng rớt xuống mức 1.750 USD một ounce, tương đương với 49,1 triệu đồng một lượng. Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích quỹ Wanda cho biết, đồng USD đang đặt vàng vào vùng nguy hiểm và việc phá vỡ mức 1.800 USD có thể dẫn đến việc bán tháo mạnh. Hiện vàng khó có thể thu hút bất kỳ sự chú ý nào cho đến khi động thái tăng giá của đồng USD kết thúc. Trong phiên giao dịch hôm nay, vàng rất mạnh chỉ còn 1.817 USD một ounce, tương đương 51 triệu đồng một lượng. Hiện vàng PNG bán ra tại thị trường trong nước là 55,4 triệu đồng một lượng, trong khi đó vàng SJC là 70,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới đã lên 19 triệu đồng một lượng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.